Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin Tam Đa được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên Tam Đa Media. Và bản tin ngày hôm nay ngày 7 tháng 11 2020 của chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Số ca nhập viện đang cao, một số bệnh viện hết chỗ, bệnh viện khác phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Chương trình hỗ trợ Covid nay em né 2, hỗ trợ 500 korun một ngày hay trợ cấp ở nhà trông con, người kinh doanh sẽ nhận được những khoản hỗ trợ nào? Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm ghi nhận 122.000 lượt khám sức khỏe định kỳ, ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Joe Biden hay Donald Trump, ai là chủ nhân vào Nhà Trắng? Cuộc bỏ phiếu vẫn chưa đi đến hồi kết. 690 triệu đồng là số tiền quyên góp đợt 2 của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc quyên góp được. Như vậy, tổng số tiền quyên góp trong 2 đợt là 1 tỷ 610 triệu đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia thì số ca nhiễm COVID-19 mới tại Séc đang dần ổn định và trong tuần vừa qua, ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất là vào ngày 5 tháng 11 khi ghi nhận hơn 16.000 ca nhiễm mới. Vâng, và hai ngày qua con số đã giảm nhưng không mấy khả quan khi vẫn còn ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm mỗi ngày. Các bác sĩ chia sẻ rằng cứ 3 người đi xét nghiệm thì xác nhận một người bị nhiễm. Do đó cũng là lý do mà tại sao Bộ vẫn chưa lên kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp trong vòng 2 đến 3 tuần tới. Hiện hàng ngày các phòng thí nghiệm và các điểm lấy mẫu để xét nghiệm PCR thực hiện trung bình khoảng 52.000 lượt lấy mẫu mỗi ngày. Tỷ lệ dương tính vẫn còn rất cao, khoảng 1/3. Số bệnh nhân nhập viện COVID-19 ngày càng tăng. Hiện có hơn 8.000 bệnh nhân đang điều trị COVID tại bệnh viện. Số ca tử vong trong những ngày gần đây dao động khoảng 200 ca mỗi ngày. Và đây là tỷ lệ về sự phát triển lây lan của dịch bệnh. Theo bảng thống kê thì đến ngày 6 tháng 11, tỷ lệ lây nhiễm hiện đang là 1,01, trước đó con số này thậm chí còn dao động ở 1,4. Do tỷ lệ lây nhiễm cao nên tạm thời học sinh vẫn tiếp tục học ở nhà. Theo Bộ trưởng Jan Hamacek thì học sinh có thể quay lại trường khi ca nhiễm mỗi ngày giảm xuống khoảng 2.500 đến 3.000 ca. Vào ngày 6 tháng 11, 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Séc ông Jan Blatný đã đưa ra một chỉ số mới về nguy cơ lây nhiễm. Từng vùng sẽ được đánh giá theo thang điểm từ 0 cho đến 100, kèm theo đó là các biện pháp sẽ phải tuân thủ theo từng thang điểm. Cũng dựa vào thang điểm này mà các vùng cũng sẽ được xác định có được gỡ bỏ các biện pháp hay tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế của chính phủ. Và bảng thang điểm chi tiết sẽ được thông báo vào thứ hai tuần sau. Việc phân loại các biện pháp sẽ dựa theo điểm rủi ro và điểm này sẽ được tính theo các kết hợp của 4 tham số. Tỷ lệ nhiễm trong 14 ngày tính trên 100.000 người, tỷ lệ nhiễm trong 14 ngày tính trên 100.000 người đối với người cao tuổi, tỷ lệ lây nhiễm và tính tích cực của các con số. Con số này sẽ được liên kết với một hệ thống 5 cấp độ đối với trường học, các ngành nghề, văn hóa và các bộ phận riêng lẻ khác. Đối với thang điểm rủi ro từ 0 đến 100 điểm sẽ được đánh dấu theo từng bảng màu khác nhau và riêng biệt cho từng khu vực. Chủ tịch Hiệp hội Y tế Séc đã phản đối ý định nới lỏng các biện pháp và kêu gọi chính phủ thắt chặt hơn các biện pháp. Hiện tại cần hạn chế tất cả các hoạt động thực sự không cần thiết của người dân. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại Cộng hòa Séc đang tiếp tục tăng nhanh. Hiện tại, các nhà vệ sinh dịch tễ đã ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong. Và con số này đang không ngừng gia tăng. Trung bình, mỗi ngày tại Cộng hòa Séc có gần 200 người chết vì COVID-19. Tính theo bình quân đầu người thì tại Séc hiện đang ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất thế giới, thậm chí nhiều hơn ở Ý trong đợt dịch đầu tiên. Giống như Ý, số ca tử vong ở Séc chủ yếu là những người cao tuổi, một nửa trong số đó là các đối tượng trên 80 tuổi. Trên biểu đồ cho thấy thì ở độ tuổi trên 80, nguy cơ tử vong là khoảng 13%. Đó cũng là lý do tại sao vào mùa xuân, các chuyên gia đều thống nhất ý kiến rằng bảo vệ người cao tuổi. Chỉ trong tháng 10, các nhà vệ sinh dịch tễ đã phải xử lý 182 ổ dịch tại nhiều bệnh viện dưỡng lão khác nhau. Trong khi đó, tại tháng 4, chỉ ghi nhận 30 ổ dịch. Theo báo cáo từ Viện Pháp Y Brno, thì 1/3 số người đã chết ở nhà không rõ lý do. Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả cho rằng họ đã chết do coronavirus. Có những bệnh viện chỉ còn đúng 2 giường bệnh trống cuối cùng. Đây là thực tế của phòng chăm sóc đặc biệt dành cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Karlovy Vary. Vâng, và đây cũng là khu vực ghi nhận có số công suất giường bệnh chăm sóc đặc biệt ở mức báo động nhất trên toàn Cộng hòa Séc. Và theo các bác sĩ thì tình trạng báo động về quá tải giường bệnh như thế này sẽ xảy ra trong vòng 5 ngày nữa. Bên trong khu phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt dành cho các trường hợp nguy kịch nhất tại vùng Karlovy Vary, chỉ có những y bác sĩ chuyên môn mới được vào phòng này. Tuy nhiên đó là trước đây, và hiện nay khu vực này, các nhân viên y tế đang căng mình chăm sóc các bệnh nhân đặc biệt.
Họ thường xuyên phải kiểm tra sức khỏe và đặc biệt là phổi của bệnh nhân. Bởi 1/5 bệnh nhân có triệu chứng nặng hơn viêm phổi và để không lây nhiễm ra ngoài, họ luôn phải khử trùng các vật tư y tế. Ban đầu đây là nhà bếp, nhưng bây giờ đã chuyển thành nơi mà các nhân viên y tế thay đồ. 3 giờ họ thay ca một lần, họ không có thời gian nghỉ ngơi và thậm chí không có ngày nghỉ. Các nhân viên y tế phải chăm sóc tối đa 4 bệnh nhân một lần. Điều đáng nói là khi dịch bệnh ngày càng gia tăng, nhưng số y bác sĩ thì có hạn, không chỉ tại Karlovy Vary, mà nhiều bệnh viện khác tại Séc cũng đang trong tình trạng quá tải như vậy. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2020, do bệnh viện các vùng Zlínsko đang trong tình trạng quá tải, một đoàn xe cấp cứu đã vận chuyển 5 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 trong tình trạng nghiêm trọng từ 3 bệnh viện ở vùng Zlínsko đến Bệnh viện Đại học Motol tại Praha. Đoàn đã được sự hộ tống từ cảnh sát nhằm rút ngắn thời gian quãng đường dài 250 km chỉ trong 2 tiếng rưỡi. Đây là điều chưa từng xảy ra tại Cộng hòa Séc. Tổng cộng có 5 bệnh nhân, 4 nam, 1 nữ, từ độ tuổi 44 đến 76 đi trên 5 chiếc xe cứu thương. Trong mỗi chiếc xe có tới 3 nhân viên y tá hỗ trợ. Cả 5 bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Praha trong tình trạng bất tỉnh và họ được điều trị bằng thuốc Remdesivir. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch nhất đến từ Zlin, đã từng một lần phẫu thuật tại bệnh viện Motol. Giờ ông phải quay lại Praha sau khi nhiễm COVID-19, sức khỏe của ông đã xấu đi rất nhiều. Xuất phát từ 9 giờ sáng, nhưng từ 3 địa điểm khác nhau, Kroměříž, Zlin, Uherské Hradiště đến Praha là gần 12 giờ trưa. Như dự kiến ban đầu, các bệnh nhân sẽ được chuyển bằng máy bay trực thăng quân đội, nhưng vì tính lên chi phí quá cao và vì máy bay trực thăng không có khoảng cách tách riêng với cơ trưởng, nên đã chuyển sang bằng đường bộ. Ngoài ra, bệnh viện Karviná cũng ngừng nhận xe cứu thương chở bệnh nhân nhiễm COVID-19 với triệu chứng nhẹ. Tiếp theo bản tin là những thông tin đáng chú ý về các chương trình hỗ trợ của nhà nước Séc trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp. Đối với tất cả các cơ sở phải đóng cửa hay bị hạn chế bởi các biện pháp như quán ăn, dịch vụ ăn uống, tiệm nail, cửa hàng và các cửa hàng bán lẻ và một số cơ sở khác, nhà nước cam kết sẽ hỗ trợ 50% tiền thuê trụ sở kinh doanh. Điểm khác biệt là lần này người thuê trụ sở kinh doanh không cần phải có giấy chứng nhận tiền NAYAM từ chủ bất động sản. Thời gian đệ đơn có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10 năm 2020 đến ngày 21 tháng 1 năm 2021. Tương tự như đợt dịch đầu tiên, những người kinh doanh cá thể hay công ty SRO, tối đa 2 thành viên hay công ty gia đình phải đóng cửa cũng nhận được hỗ trợ 500 koron một ngày từ nhà nước. Hiện tại đề xuất đang chờ Thượng viện thông qua. Khoản hỗ trợ sẽ được chi trả đợt 1 từ ngày 5 tháng 10 đến 4 tháng 11 năm 2020, tổng trị giá 15.500 koron. Đợt 2 từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020, tổng giá trị 8.500 koron. Ngoài ra, đối với những phụ huynh phải ở nhà trông con cũng có thể nhận được hỗ trợ từ nhà nước 400 koron một ngày. Từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12, có thể đệ đơn xin trợ cấp cho khoảng thời gian phải đóng cửa trong tháng 10, tức từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Khoản hỗ trợ này chỉ áp dụng với người kinh doanh cá thể, gia đình có trẻ dưới 10 tuổi hoặc một số ngoại lệ khác. Đối với ngày 29 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2020, sẽ không nhận được hỗ trợ vì đây là ngày nghỉ thu. Tuy nhiên, người kinh doanh cá thể không thể xin hỗ trợ 500 koron và trợ cấp trông con 400 koron trong cùng một thời điểm. Chương trình antivirus A và B vẫn tiếp tục hoạt động, trong đó chương trình antivirus B sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Số tiền hỗ trợ không thay đổi, nhân viên nhận được 60% lương. Số tiền tối đa là 29.000 koron cho một nhân viên một tháng. Chương trình antivirus A kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Số tiền hỗ trợ không thay đổi, nhân viên sẽ nhận được 80% lương, tối đa 39.000 koron cho một nhân viên một tháng. Khi mua tem xa lộ, phải viết biển số xe, dùng một phần dán lên xe, một phần thì giữ lại. Đây là việc vẫn phải làm của mỗi người dân khi lái xe. Tuy nhiên, thời gian tới sẽ không còn phải làm như thế này nữa. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 sẽ bắt đầu bán tem xa lộ điện tử. Sau 25 năm, tem xa lộ giấy chính thức kết thúc. Khi mua tem xa lộ, phải biết biển số xe, dùng một phần dán lên xe, một phần giữ lại. Đây là những việc vẫn phải làm của mỗi lái xe. Tuy nhiên, thời gian tới sẽ không còn phải làm như thế này nữa. Từ ngày 1 tháng 12 2020 sẽ bắt đầu bán tem xa lộ điện tử. Sau 25 năm tem xa lộ giấy được chính thức kết thúc, tài xế lái xe có thể mua tem xa lộ điện tử trên trang web edalnice.cz hay tại 2.500 bưu điện. Giá tem xa lộ điện tử vẫn giữ nguyên 1.500 koron cho 1 năm, 440 koron cho 30 ngày và 310 koron cho 10 ngày.
giảm giá cho các xe chạy nhiên liệu sạch bảo vệ môi trường. Tại trang web, chỉ cần click vào tem bạn muốn chọn, điền biển số xe và thời hạn là hoàn thành. Người dân có thể mua tem sao lộ trước 90 ngày. Và cảnh sát cũng có thể dùng thiết bị đặc biệt để kiểm tra các xe ô tô đã hay chưa có tem sao lộ. Thiết bị này có thể kiểm tra được trên đường cao tốc cũng như tại bãi đỗ xe, chứ không còn phải dừng từng xe để kiểm tra như trước. Tuần mới đến rồi, cuối sơ tuần này Tâm Đốc Foods có những sản phẩm hấp dẫn gì ngay thôi nào? Sô-cô-la Tabrello nổi tiếng của Thụy Sĩ với nhiều vị khác nhau chỉ với giá 24,90 kron. Các sản phẩm mới và đang bán siêu chạy đó là miếng rong tài hoan hay lịch màu bọc từ thương hiệu Yoyo với giá siêu tuyệt vời. Đặc biệt hơn là những sản phẩm quà tặng phù hợp cho ngày lễ Giáng sinh sắp tới đang được bày bán rộng rãi tại tất cả các chi nhánh của Tâm Đốc Foods. Ngoài ra, chỉ cần mua sản phẩm bất kỳ từ thương hiệu Lin với giá trị tối thiểu 599 kron sẽ nhận được ngay lịch màu bọc miễn phí. Tâm Đốc Foods mang Giáng sinh ngọt ngào đến từng nhà. Các fan Giáng sinh, đặc biệt là fan đồ ngọt, đâu hết rồi. Giáng sinh mà không có kẹo ngon để nhâm nhi cùng tách trà nóng thì thật là buồn đúng không? Do đó, chương trình hấp dẫn nhất của mùa Giáng sinh đã xuất hiện rồi đây. Lịch một vọng miễn phí. Tại sao không? Chỉ cần mua sản phẩm bất kỳ từ thương hiệu Lin với giá trị tối thiểu 599 kron là nhận được ngay lịch một vọng miễn phí. Chương trình chỉ áp dụng tại chi nhánh Tâm Đốc Foods Praha. Theo dữ liệu từ công ty bảo hiểm y tế lớn nhất tại Cộng hòa Séc thì trong thời gian vừa qua, người dân đã đi khám bệnh ít hơn, ngay cả đối với việc đi khám định kỳ. Và chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm đã có gần 122.000 lượt khám sức khỏe định kỳ, ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, đối với khám bệnh ở trẻ em, con số chỉ chênh lệch khoảng tầm 8.000. Và sự ghi nhận giảm cao nhất là tại bác sĩ nha khoa với gần 280.000 lượt, ít hơn so với năm ngoái. Năm nay, số người tham gia vào chương trình khám sàng lọc nhằm phát hiện ung thư kịp thời cũng giảm đi đáng kể. Đối với xét nghiệm ruột già và đại tràng chỉ có gần 40.000 người. Khoảng hơn 30.000 phụ nữ không đi kiểm tra ung thư vú so với năm trước. Đối với kiểm tra ung thư tử cung, con số này là 70.000 người. Do sự lây nhiễm COVID-19, nhiều phụ nữ mang thai đã dừng việc đi khám định kỳ. Trong đợt dịch đầu tiên, tình trạng này cũng đã diễn ra và đã có các trường hợp dị tật bẩm sinh không được phát hiện kịp thời. Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, các bác sĩ kêu gọi các bà mẹ không được coi thường việc đi khám thai định kỳ. Cô Shebanka Dobkova đã trải qua gần như toàn bộ thời kỳ mang thai của mình trong thời điểm đại dịch coronavirus ở Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, cô vẫn đi kiểm tra đều. Cách đây 4 ngày, cô đã sinh một cậu con trai khỏe mạnh. Tôi sợ rằng mình sẽ bị nhiễm coronavirus vào giai đoạn cuối của thai kỳ, nhưng rất may điều đó đã không xảy ra với tôi. Cô Teresa Vejmelkova đã cảm thấy nhẹ nhõm vì lệnh cấm chồng có mặt khi sản phụ sinh không phải áp dụng trong thời kỳ này. Sau khi sinh, chúng tôi có 2 tiếng ở cạnh nhau. Đây là một điều tuyệt vời, không có sự ngăn cách nào và tôi được ở với con hoàn toàn trong thời gian đó. So với đợt dịch đầu tiên thì tình hình y tế ở bệnh viện phụ sản hiện giờ đã tốt hơn, cũng bởi vì họ có thông tin và chuẩn bị kỹ cho đợt dịch thứ hai. Tuy nhiên, điều họ lo lắng nhất là lại thiếu hụt đi nhân sự. Tại Bệnh viện Đại học Ostrava đã phải xử lý 2 trường hợp bị dị tật tim vào mùa xuân. Đây là những phụ nữ không được siêu âm sàng lọc screening. Họ không biết về khiếm khuyết và chúng tôi cũng vậy. Đứa trẻ được sinh ra ở đây và có những biến chứng lớn sau khi sinh và cũng phải ngay lập tức chuyển bé đến Praha. Theo như các bác sĩ thì những thông tin sai lệch đăng tải trên trang mạng xã hội đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của những người đang mang thai. Tại Trutnov và Prachatice đã phải đóng cửa khoa sản do thiếu hụt nhân viên. Tân Bộ trưởng Y tế Séc ông Jan Blatný mới nhậm chức được hơn một tuần qua. Theo khảo sát của Steemmermat thì một nửa người dân trong số khảo sát đã đồng tình với việc quyết định bổ nhiệm của vị tân bộ trưởng này. Theo khảo sát của Steemmermat thì hơn một nửa dân số đồng ý với việc bổ nhiệm tân bộ trưởng Jan Blatný, 15% không đồng ý với quyết định này, trong đó có 28% không rõ ý kiến. Gần 3/5 số người được hỏi đồng ý với việc từ chức của ông Roman Primula, cựu bộ trưởng Bộ Y tế. Ngược lại, 39% trong số đó phản đối việc từ chức của ông. Đối với chính trị gia, thì phần lớn họ tin tưởng Phó Thủ tướng Jan Hamáček. Tiếp theo đó là cựu Bộ trưởng Roman Primula và Phó Thủ tướng Karel Havlíček. Ngược lại, Tổng thống Miloš Zeman và Thủ tướng Andrej Babiš không được người dân tin tưởng nhất. Đối với tân Bộ trưởng Jan Blatný, thì độ tín nhiệm thấp cũng có thể hiểu được khi ông là người mới. 37% người được khảo sát cho rằng chính phủ đã phản ứng kém với dịch coronavirus. 15% đánh giá rằng chính phủ đã làm tốt và hầu như cứ một người thì một người lại không đưa ra ý kiến rõ ràng. Gần 2/3 người được hỏi cho rằng chính phủ đã không giải thích và bảo vệ các hành động và các biện pháp của mình một cách rõ ràng và dễ hiểu, và hỗn loạn là điều mà họ đánh giá về cách làm của chính phủ.
Trong cả tuần vừa qua, không chỉ người dân Mỹ mà cả thế giới đều ngóng chờ kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng giữa đương kim Tổng thống ông Donald Trump và ứng cử viên ông Joe Biden. Vâng, và tuy nhiên đã qua ngày tổng tuyển cử tức ngày 3 tháng 11 nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Dự kiến sẽ còn khá lâu nữa chủ nhân của Nhà Trắng mới được công bố. Cuộc cạnh tranh phiếu đại cử tri tại các bang chiến địa còn lại giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vẫn đang diễn ra hết sức sít sao với ưu thế đang thuộc về ông Joe Biden. Tính tới chiều ngày 6 tháng 11 theo giờ Mỹ, ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden đang tiếp tục dẫn trước với 264 phiếu đại cử tri, trong khi số phiếu của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump vẫn là 214. Tuy nhiên, ông Biden đã vượt lên dẫn trước tại một số bang chiến địa với tổng số 36 phiếu đại cử tri. Và đây là một ưu thế rất lớn trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khi ông Biden chỉ cần thêm 6 phiếu nữa tại Nevada là có thể tuyên bố thắng cử với 270 phiếu. Nevada đang gia hạn kiểm phiếu đến ngày 10 tháng 11. Ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump và chiến dịch của mình đã tiến hành khởi kiện kết quả kiểm phiếu tại các bang mà ông Biden được cho là đã thắng khi cho rằng có gian lận, cũng như không được tiếp cận các điểm kiểm phiếu. Trên Twitter ngày 6 tháng 11, ông Trump tuyên bố các phiếu bầu tới sau ngày bầu cử là không hợp lệ và hy vọng điều này sẽ được giải quyết tại tòa án tối cao. Ông Trump cam kết theo đuổi cuộc chiến pháp lý tới cùng. Rất khó có khả năng kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được công bố sớm trong 1-2 ngày, đồng thời một cuộc chiến pháp lý ngay sau bầu cử ngày càng rõ ràng hơn. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh lưỡng viện giữa hai đảng cũng đang diễn ra hết sức gay cấn. Tại Thượng viện, cả hai đảng hiện đều đã giành được 48 ghế, trong khi đảng nào có 51 ghế sẽ nắm giữ quyền kiểm soát Thượng viện. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa đang tiến rất sát tới khả năng giữ được Hạ viện khi đã có 212 ghế và chỉ còn thiếu 6 ghế nữa là nắm đa số Hạ viện. Và hậu bầu cử, các cuộc biểu tình của người dân đã xảy ra. Hàng trăm cử tri Đảng Dân Chủ và Cộng hòa khắp nước Mỹ đã xuống đường biểu tình do lo ngại về một kết quả bầu cử bất lợi cho ứng cử viên Tổng thống của Đảng mình. 4 người của Đảng Cộng hòa đã bị đâm, ít nhất 60 người đã bị cảnh sát bắt giữ. Một số các đơn vị bầu cử ở Mỹ gặp sai sót về con người, máy móc khiến ông Donald Trump và những người ủng hộ cáo buộc cuộc đua vào Nhà Trắng đã có gian lận. Hàng loạt tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ các bài báo và có bài đã nói rằng Biden nhận được 138.399 phiếu được kiểm trong đêm ở hạt Shiawassee, Michigan, trong khi ông Donald Trump không có phiếu nào. Tuy nhiên, con số sau đó đã được điều chỉnh và trông hợp lý hơn. Giới chức hạt Shiawassee cho biết sự bất thường này đến từ một lỗi đánh máy. Theo đó, Biden giành được 15.371 phiếu nhưng bị ghi nhầm thành 153.710 phiếu. Tạp chí điện tử bảo thủ Federalist thừa nhận đây là một sai sót dữ liệu, nhưng vẫn đặt ra nghi vấn liệu có phải là sơ suất đánh máy không hay là một nỗ lực vô cùng vụng về nhằm tăng số phiếu cho ông Biden. Một phát ngôn viên của 538 giải thích rằng sự gia tăng như vậy bắt nguồn từ việc công bố một loạt kết quả kiểm phiếu lớn cùng một lúc. Bài viết của Federalist còn đề cập đến việc bang Pennsylvania tính những phiếu bầu gửi qua thư muộn giống như những phiếu nhận được vào ngày bầu cử, ngay kể cả khi chúng không có dấu bưu điện. Tuy nhiên, phán quyết của tòa tối cao Pennsylvania cho phép tính các phiếu qua thư có đóng dấu bưu điện vào đúng ngày bầu cử và phiếu đến sau ngày bầu cử 72 tiếng. Đến nay, truyền thông của Mỹ cũng đang khiến cả thế giới bối rối vì những thông tin không đồng nhất, vì phần lớn là dự báo qua các con số. Nhiều nghiên cứu cấp quốc gia và cấp bang chỉ ra rằng mặc dù có những trường hợp sai sót cá biệt, gian lận bầu cử quy mô lớn ở Mỹ là rất hiếm khi xảy ra. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 tháng đầu năm của 2020, tổng lượng kiều hối đổ về Thành phố Hồ Chí Minh ước tính khoảng 4,7 tỷ USD. Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 10 tháng qua, lượng kiều hối đổ về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng. Tổng lượng kiều hối 10 tháng ước khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng so với mức 4,2 tỷ đô la Mỹ 9 tháng đầu năm. Dự kiến cả năm 2020, lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối năm 2020 của Việt Nam cũng như khu vực Đông Á và Thái Bình Dương sẽ giảm, chủ yếu do sụt giảm dòng tiền từ Mỹ, nguồn kiều hối lớn nhất. Với Việt Nam, ngoài các thị trường kiều hối chủ lực, các thị trường mới nổi nhờ lực lượng xuất khẩu lao động tăng như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên số tiền chuyển về sẽ giảm. Du lịch Việt Nam vừa giành được chiến thắng ở nhiều hạng mục giải thưởng khu vực châu Á 2020 do tổ chức World Travel Awards, giải thưởng du lịch thế giới bình chọn. Theo đó, Việt Nam vinh dự được bình chọn là điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam giành giải thưởng ở những hạng mục điểm đến văn hóa di sản ẩm thực. World Travel Award cho biết, các kết quả bình chọn này có được sau một năm đánh giá và bình xét bởi các chuyên gia và công chúng trong lĩnh vực lữ hành.
chương trình Giải thưởng Du lịch Thế giới 2020 đã nhận được số phiếu bầu kỷ lục của công chúng. Điều này cho thấy sự mong muốn đi du lịch và đây cũng là tín hiệu tốt cho tương lai của ngành du lịch Việt Nam khi sự phục hồi toàn cầu bắt đầu. 690 triệu đồng là số tiền quyên góp đợt 2 của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc hưởng ứng chương trình phát động hướng về miền Trung thân yêu do Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc phát động. Như vậy, tổng số tiền quyên góp trong 2 đợt là 1 tỷ 610 triệu đồng. Trung ương Hội Người Việt Nam ở Séc đã phát động gây quỹ ủng hộ miền Trung thân yêu và vì người nghèo năm 2020 từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. Trong đợt 1, chương trình đã phát động và ghi nhận 1 tỷ 20 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm nhân ái với quê hương miền Trung. Và 690 triệu đồng là số tiền quyên góp trong đợt 2. Ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam ở châu Âu, thay mặt Ban Cứu trợ Trung ương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhận tấm lòng của bà con với số tiền quyên góp này và gửi về cho quê hương miền Trung. Với cái tấm lòng là lá rành của sách, chúng tôi là nên có ý tưởng là sẽ bà con nào ủng hộ thì đăng ký và sau đó gửi tiền vào tài khoản. Và một số ở vùng ở xa thì người ta gửi tài khoản, còn một số ở gần thì chúng tôi đi vận động. Khi nhận những đồng tiền mà của bà con để gửi về miền Trung thì thấy rằng cái tấm lòng của bà con rất là cao quý. Tôi cũng thấy là những cái tình cảm đó, thế là phải nói là những người con xa xứ này nó giá trị đến mức nào. Các cộng đồng người Việt Nam ở các nước ở châu Âu thì đã cũng có những cái phát động bằng rất nhiều hình thức. Và hiện nay thì theo tôi được biết thì cũng rất nhiều nước ở châu Âu đã có những cái khoản tiền để đưa về thông qua Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua Hội chữ thập đỏ hoặc là có một số đoàn trực tiếp trao cho những đồng bào bị bão lũ. Đấy cũng là một cái động thái chia sẻ, bởi vì mình là cùng là người Việt Nam và mỗi khi có những cái hoạn nạn thì vẫn nhớ đến nhau và ít nhiều cũng muốn gửi gắm cái sự chia sẻ, cái sự dưới cái đau thương của bà con ở trong cái vùng mà bị thiên tai bão lũ. Mặc dù thời gian này Cộng hòa Séc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và cũng đang trong thời gian thực hiện các biện pháp hạn chế và đóng cửa cũng như giới nghiêm chặt chẽ, cuộc sống của người Việt tại Cộng hòa Séc cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn. Bằng nhiều hình thức quyên góp khác nhau, từ kêu gọi trực tuyến, trực tiếp, người Việt ở nhiều thế hệ ở khắp vùng miền của Cộng hòa Séc đã nhiệt tình hưởng ứng lễ phát động này. Với số tiền 690 triệu của đợt 2 sẽ được gửi về cho tỉnh Nghệ An 230 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam 230 triệu đồng và tỉnh Quảng Ngãi 230 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc tranh cử vào Nhà Trắng vẫn chưa biết được ai là người chiến thắng. Vâng, và không biết là cuộc đời của ông Donald Trump có gì liên quan đến Cộng hòa Séc không? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Ít ai biết rằng người vợ đầu tiên của đương kim Tổng thống Mỹ ông Donald Trump là siêu mẫu người Séc bà Ivana Tramova. Họ đến với nhau từ cuối thập niên 70, họ tổ chức một đám cưới kín đáo và chỉ lộ duy nhất một tấm hình. Họ đã có với nhau 3 người con, Eric, Ivanka và Donald. Cậu con trai lớn nhất nói được một chút tiếng Séc vì cậu đã từng học tiếng Séc vào mùa hè khi hàng năm đến chơi với bà ngoại. Hiện bà vẫn đang sinh sống ở Zlin. Cô con gái thứ hai xinh đẹp Ivanka được cha rất tin tưởng trong công việc chính trị với cương vị là một trợ lý đắc lực của đương kim Tổng thống Mỹ. Trong suốt thời gian qua, Ivanka Trump đã góp sức giúp Tổng thống Donald Trump vững vàng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2020. Cô còn là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các nhà tài phiệt ở Mỹ hiện tại. Mới đây, giữa lúc tranh cử vào Nhà Trắng cam go, Ivanka Trump đã phá kỷ lục gây quỹ của ông Barack Obama thu về 4,5 triệu USD chỉ trong vòng một ngày, làm tăng uy tín của Đảng Cộng Hòa. Và vào ngày 6 tháng 11, Ivanka đã không chịu ngồi yên, chịu sức ép của ông Joe Biden lên cha mình. Cô đã lên tiếng đòi công lý cho cuộc bầu cử Mỹ, khiến trên mạng xã hội dậy sóng. Đệ nhất phu nhân thứ ba hiện giờ là một siêu mẫu đến từ Slovenia, bà Melania. Bà hiện cũng là người hỗ trợ đắc lực cho cuộc chiến vào Nhà Trắng của đương kim Tổng thống. Vâng, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin Tam Đa do ban biên tập Tam Đa Media thực hiện. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chương trình Học tiếng Séc cùng Tam Đa được phát sóng vào lúc 11 giờ Chủ nhật hàng tuần trên fanpage cũng như YouTube Tam Đa Media. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở trong bản tin Tam Đa được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy tuần sau.